Yes. Đó, cô thêm AI vô đó là cô sẽ có wiser is someone who is very smart, right? Host. 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 Host time. Mm. Host time. Amuse. Amusing. Amusing, good. Care. And then number six, care. It's a very common word. Cái này rất là phổ biến nè mày. Careful. Mm. Careful. What else? Carelessness. Carelessness. Very good. A good carer. For example, my husband is very good carer. Carer is someone who cares. Another one. Lớp này học hiểu bài hết trơn luôn hết chứ. Very good. Alamox. Allo means sounds. Allo nghĩa là âm thanh. Mox là hình hình vị hồi nãy mình học ở slide thứ nhất đó. It shows word forms, nghĩa là hình thành từ. And allos mean different sounds of the same morpheme. Khi mình nhìn cái từ này là mình biết được cái ý nghĩa của nó rồi. Allo nghĩa là âm thanh. Còn mox nghĩa là hình thành từ, nghĩa là một hình vị nó có thể có nhiều cách đọc khác nhau. To show the allomox, okay? You have some second to read through the definition of allomox. What is it? Giờ mình có vài giây để nhìn coi là allomox nghĩa là gì nè ha. A morpheme says entirety phonetic forms called allomorphs. So allomorphs are variant phonological representation of the same morpheme. Thì nó giống nhau thôi, hai câu nhưng mà nó cùng có một nghĩa các bạn. Là hình vị là có những cái một hình vị mà có những cách đọc khác nhau thì gọi là biến thể hình vị. Hay là biến thể hình vị chính là những cái dạng đại diện ngữ âm khác nhau cho cùng một hình vị. So in conclusion, you just remember that one morpheme has different ways of pronunciation. We call different ways of pronunciation are allomorphs. Chỉ cần nhớ là allomorphs là những cái biến thể hình vị, có nghĩa là những cái cách phát âm khác nhau của cùng một hình vị. So why do we have allomorphs? Because when you combine a prefix or a suffix to the root, you will see the neighboring sound or the changes in pronunciation. Yeah. Khi mà mình có một gốc từ mà nó chỉ thêm vào một cái tiền tố hoặc là hậu tố thì nó xảy ra một cái việc đó là nó kết hợp, mà khi mình có một cái kết hợp với một ai đó thì mình phải gì? You should change yourself in order to have a good relationship with others. Mình phải thay đổi cái từ gốc nó được phát âm thế nào để có thể đồng nhất về âm cho dễ phát âm đó mà. Ok, let's see some example. The plural morphemes in English. Hai cái ví dụ này là vô cùng quan trọng. Because many, almost, of the students, they don't know how to spell or how to pronounce the ending S and ES or the ending ed after the regular verbs to show the past tense. Hai cái ví dụ này là thể hiện về cái biến thể hình vị đó ạ. Chẳng hạn như là cái dạng số nhiều, you can change the singular noun to the plural noun by adding s or es. Chẳng hạn như là từ một cái từ số ít mà mình chuyển thành từ số nhiều thì mình sẽ thêm s hoặc là es. Or you want to change the infinitive verb to the third person singular to show the subject in the third person singular. Chẳng hạn như cái thứ hai là mình chuyển từ động từ hoặc thứ ba số ít để thể hiện cho cái chủ từ số ít thì mình cũng thêm s, es nữa.
When you add s and es after the verb or after the singular noun, you will have three different ways of pronunciation. Vậy thì khi mà mình thêm vào á, là mình chỉ thêm s hoặc là mình thêm es. Nhưng mà khi bạn đọc á, là nó có tới ba cách. The first one, the first way is s, the second is z, and the third one is is. Đúng không? Khi mình thêm s và es vào là thêm có hai hình vị thôi, người ta gọi đó là hình vị đó. Vậy thì khi mà mình đọc á, thì lại có ba cách đọc luôn. Mình có ba cách đọc là s, z, and is. Đúng không? Có ba cách. So what happened? Why do we have to change the pronunciation when we add s and es after the singular noun? Vậy tại sao mình phải thay đổi? It depends on the sound that stand right before s and es, bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi cái âm phía trước đó nè bạn. Cái này mình phải nói một chút về cái khóa học linguistics đó, cho nên kiến thức đó bạn phải biết trước cái này nè. So just tell me th sound. Ví dụ như trước cái chữ s ở trong cái từ hát mình có là âm th. Cô phân tích nha. Mình sẽ có là h, a, and th. Đúng không? Mình sẽ mess you. Ở đây là âm này, ở đây nó không có cái âm này cho nên cô vẽ nè. Đó là âm này nè, hát. Rồi cô hỏi nha, thờ này á, là thuộc cái âm gì nè? Nó là voice hay là voiceless? Nó là âm hữu thanh hay là vô thanh ha? Voice hay là voiceless? Voice hay là unvoiced? Nó là voiceless, nó là âm vô thanh. Đó, nó thuộc cái nhóm âm vô thanh nè, voiceless nè. So, when you add S or ES after the voiceless sound, you will pronounce S as S. Khi bạn thêm S vào sau một cái phụ âm mà phụ âm vô thanh á, voiceless, thì bạn sẽ đọc cái S là S. Cho nên đây cái này là thêm S là mình đọc là S. Right. The next one is car. Vì cái tiếp là từ car. It is pronounced as k. Nó được phiên âm là k. And long r. And you know that all of the vowel sounds are called voiced. Và tất cả những cái âm mà âm nguyên âm á thì mình gọi là âm hữu thanh hết luôn, tất cả luôn. Cho nên cái đây âm a là mình có là voiced. Điều vậy. Đó là âm hữu thanh. Cho nên khi bạn SS, khi bạn thêm S vào đây thì cái S đó sẽ được đọc là Z. It's very general rule. Nó rất là một cái công thức rất là bao quát. So in conclusion, the way that you add S and ES are the same. Cái cách thức mà mình thêm S và ES sao danh từ số ít là giống hệt nhau, mình cứ là danh từ số ít mình thêm s là danh từ số nhiều. But the way pronounce s differ from each other. It depends on the joining or the neighboring sound that stand right before s or es. Thêm là thêm giống, có nghĩa là mình thêm s và es là giống hệt nhau, cứ danh từ số ít và từ số nhiều thêm s. Nhưng mà cái cách đọc s nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái động từ, sorry, cái âm mà đứng ngay trước đó. So, I will call S and Z here are the allomorphs of the morpheme S. Cho nên tới hiểm này là mình sẽ nhận ra được là cái phát âm S, tức là cái phát âm chỗ này nè, với lại Z này nè, là nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái âm đứng trước nó. Nha. Cho nên, cho dù nó phát âm như thế nào, thì nó cũng từ cái này mà ra thôi. Nó cũng từ cái việc mà thêm S này mà ra nè. So we have got S has three ways of pronunciation. Bên cạnh S và Z, S và Z thì nó còn một cách đọc đó là is. Nhưng mà cách đọc is thì dễ phân biệt rồi. Because when you add ES, you will pronounce z, is. Khi bạn thêm ES thì bạn mới đọc là is thôi. Còn khi thêm S mới khó phân biệt. Tại vì không biết khi nào đọc là S, khi nào đọc là Z. Còn thêm ES thì đọc là is rồi. So I will say, sa,
Nghe cô gọi ha, cô gọi sợ nè, giờ nè, với lại is nè, nó là gì? They are animals, order morphemes, sợ. Vậy là ba cái này, nó là ba cái cách đọc khác nhau và nó cùng mô tả cho một cái hình vị giống nhau. Yeah, the same pronunciation but different ways of the same morpheme but different ways of pronunciation. So different ways of pronunciation show the elements of the same morpheme. Tóm lại là ba cái cách đọc đó cô gọi nó là element. Nó là biến thể hình vị của hình vị S. Ba cách đọc là. Okay. The next example is the past form of the morpheme ed have the three animals. Chẳng hạn như là động từ mà có quy tắc. If you want to show the past tense of the regular verb, nếu bạn muốn thêm chuyển qua quá khứ thì bạn phải thêm ed vô. When you add ed, you will have three different ways of pronunciation consisting of the, the, or it. Nhưng mà khi bạn thêm ed vào sau sau động từ hiện tại để thể hiện cái quá khứ á, thì bạn sẽ có ba cách đọc. It also depends totally on the sounds that stand before, right before the ED. Thì cái thêm ED vào nó cũng giống như thêm S vậy đó. Nó sẽ phụ thuộc vào cái âm mà đứng trước nó. For example, leave. Chẳng hạn như âm leave. Cái từ leave ends with the V sound. Hai từ này nó kết thúc vào âm V. V is voice sound. V là một âm hữu thanh. So when you add ed after leave or after verb sound, it's a pronoun say job. Nó có một cái quy luật rất là dễ nhớ, đó là nếu đứng sau hữu thanh, âm hữu thanh thì cái ed đó sẽ được đọc là the. This is a very general and cover the major rule for you and even the high school student to remember the ways of pronouns ed after the singular. After the present tense to show the past tense. Nên là cái này cô gọi nó là âm hữu thanh nè. Cho nên nếu mà mình nắm vững cái phần âm á, ở trong cái khóa là linguistic á, thì lúc nào mình sẽ thấy nó dễ chịu hơn nè. Voiced. Nó là âm hữu thanh, cho nên khi bạn thêm ed vào bạn sẽ đọc là the. The next one is stop. Chẳng hạn như từ stop. Stop là nó kết thúc là âm p, đúng không? Stop, stop, a, p. Nó kết thúc là âm p, cho nên khi bạn thêm ed vô, đây bạn thêm ed bằng double p vô nè, bạn thêm ed vô ha, thì mình sẽ có là p, đây là o nè, o là mình phiên âm giống như là chữ a ngược cái đó, thì bạn âm p này mình sẽ nói nó là voiceless. Voiceless sound, nó là âm vô thanh. When you add ed after the voiceless sound, the ed will be pronounced as t. Khi bạn thêm ed vào sau một âm vô thanh, thì bạn sẽ phát âm nó là t. The question in your mind is that you don't remember which sound belong to the voice and which sound belong to the voiceless. Cái vấn đề hiện tại của một số bạn trong lớp này đó là có thể là bạn sẽ không nhớ âm nào nó thuộc cái nhóm là voiced, âm nào thuộc cái nhóm là voiced. So if you have a problem with that, just look back to the course for linguistics. Còn ed thì dễ rồi. When you add ed after the order, you will read the ed as it. Khi mình thêm ed vào sau âm the hoặc là âm the, thì mình sẽ đọc ed đó là it. Yeah. It depends on how strong the syllable is. Nó sẽ phụ thuộc vào cái âm đó nó mạnh hay là nó nhẹ. When the syllable is strong, you will read it. But when it is weak, you will read it as at. So you can say invited or invited. Okay, so the, ta, it are the three ways of pronunciation of the morpheme ed. And we call them elements of the morpheme ed. Để tóm lại là cho dù là mình đọc là the hay là the hay là ed hay là it thì nó đều là ba cách đọc khác nhau của cùng một hình vị ed. Đọc khác nhau thế nào không biết, nhưng mà thêm là vẫn là thêm ed thôi. Cho nên người ta nói là ed has three ways of pronunciation.
And the three ways of orientation are called the animals, automorphism, PD. Cho nên người ta gọi ba cái cách đọc là the, the với it. Chính là ba cái biến thể của hình PD. Ok, any question for this? Có hỏi gì cái phần này không ạ? Dạ không cô. You don't understand how to make question? Do you understand? Yes, me too. You understand? Okay, so please yes. Give me another example. Nếu bạn hiểu, bạn cho cô một ví dụ của elements. Actually, elements are very rare in English. Besides adding S and ES after the singular noun to perform the plural role, or add ED after the present tense to show the past tense, we have more. But they are rare. Mặc dù là element nó hiếm, nó không có nhiều, nhưng mà nó cũng có rồi, bên cạnh S hoặc là ED. Book lại. Không nhớ được kịp cô. Hồi nãy có bạn nào nói gì nè, books, what do you mean? It's that the goal. But what do you want to say? Nào, cuốn sách là mình muốn nói điều gì bạn? Cái ví dụ của cái thêm S của allomorphism. So right here, thì là cô ghi cái chữ hex. Cô bị kế chữ has. Ok. Cars, thì cho ví dụ này đi, không cho ví dụ lớn nữa, thì cho ví dụ nhỏ nhỏ giống vậy đi. Cars, how to read the, how to add S after the singular noun to perform the plural and the. Những cái chữ nào mà thêm S vào đọc là the thôi mà. Cars, shoes, yeah, shoes. Is. Places. Good. Places. Very good. Okay, let's come to ED. Give me one regular verb and USAD, you will read it at. Cho cô một cái động từ khi mình đi vô mình đọc là đờ nè. Beside the word lived. Enable. Mm-hmm. Is that right? Decided. Decided. Good. So the third line, yes, decided. Yeah. The second. Look up. Look. Look. So you say look. At. Yeah. Look. At. Very good. Đó, học giỏi các bạn. It's very, you give me very great impression. In the first time I meet you, I know you, not miss you. Miss là phải gặp, phải nhìn thấy mặt. Cái này chỉ là I know you thôi. Cô chỉ dừng lại ở chữ no thôi. Because I don't see any student in the class turn on the camera, so I just use the word no. Cô chỉ dùng từ no là bạn. Cái ngày mà cô biết bạn đó. Not see or meet. Chứ cô không có dùng từ meet hay là từ see được. Meet chứ see là phải nhìn thấy mặt luôn á. You need to turn on the camera so that I can see your face. At that time, I will use the word see or meet. Just today, I just say, very nice to know you. Yes. Give me a very good impression. So who can tell me one reason why almost all the students, they study online and they don't turn on the camera? Mấy bạn cho cô một lý do thôi. Tại sao mà mình học mình không mở camera ra nè?
Internet nó yêu quá, cô mở nó mất tiêu luôn hả? So the first reason is that the internet is very weak, the weak internet. Lý do thứ nhất là đường truyền mạng yếu, weak internet connection. I think some not ideal places. Not an ideal place. What do you mean with the ideal place? Actually, I'm sitting in a very, very simple room. You know, very simple. But I can turn on the camera. No problem. I think some friends are busy, still studying and do you say that you're multitasking? Ý bạn nói là bạn là the reason we must guest you welcome to Ho Chi Minh City. Wow, yeah. Multitasking means a person can cover many jobs at the same time. Một người được gọi là multitasking, nhưng mà người đó có thể làm được nhiều việc trong một lúc. So I think that you're very smart. You are smarter than me because I just stick you on only one job in one duration or one time duration. But you can drive your car, you can take care of your children, you can cook, you can talk on the phone, you can prepare the lesson, you can study, or you can work at the same time you study with me. So I am here. Claim that you are very intelligent, you are very smart, and you can cover multitasking jobs at the same time. Thank you, teacher. Okay, the guidelines for identifying morphemes. Giờ cô sẽ chỉ cho bạn phần này nữa ha, thêm một phần nữa ha. What does guidelines mean? What does guideline mean? The way, the method to identify the morphemes, những cái phương pháp, những cái hướng dẫn để mình có thể nhận ra những hành vi. Sometimes we misunderstand which morphemes to show which meaning. Thì khi cái hình vị nó giống hệt nhau nhưng mà nó thể hiện những cái nghĩa khác nhau. Let's see the first one. Then you see worker, we have ER in the word worker and ER in the word taller. Chẳng hạn như trong cái từ worker với lại từ là taller thì mình cùng có dấu là ER, nhưng mà ER nó thể hiện khác nhau. So when you see one form, khi mà mình thấy một cái dạng, có nghĩa là một cách viết, the way you draft your words, and it has one meaning. So the most important words for giving the guideline is that you should base on the word meaning. Mình chỉ dựa vào cái chữ meaning dùng câu coi. Cái chữ meaning là quan trọng nhất. Because morphemes is the smallest meaningful unit of the language. Mình chỉ cần nhớ là hình vị là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất, cho nên mình nhớ chữ meaning. Nếu mà nó một nghĩa thì nó là một hình vị thôi. Yeah, so ER in the word worker and ER in the word teacher, it show the same meaning, which means doer of action or someone who does. Chẳng hạn như cái gốc mà ER trong từ worker với từ teacher, nó đều có một cái nghĩa giống nhau. Đã là một người thực hiện hành động rồi đó, someone who does. Thì bạn xem một số sách thì nó dịch là someone who does, hoặc là doer of action là một người thực hiện, do là làm, doer là người làm. Doer of an action or someone who does something. Thì nó cùng nhớ nha. ER trong từ worker và ER trong từ teacher là cùng có một nghĩa là someone who does. Yeah. The next one. One form means one kind of spelling, but a different meaning, different morphemes. Nhìn cái chữ meaning thôi. Nếu mà nó có nghĩa khác thì nó sẽ là những hình vị khác nhau. Mình không có nhớ nhiều nữa các bạn, mình nhớ ít thôi. Yeah, different meaning and different morphemes, nghĩa khác thì sẽ là hình vị khác. So, ER in the word teacher means doer of action, but ER in the word taller means showing
comparative form. Chẳng hạn ER trong từ teacher thì nó nghĩa là một người thực hiện hành động nào đó. Còn ER trong từ toddler thì nó cũng ER, nó giống hệt nhau, nó biết giống hệt nhau là bạn, the same spelling, the same graph, a different meaning. So they are different morphemes. Nó nghĩa khác thì nó là hình vị khác thôi. Tại ER trong từ teacher nó không có giống như ER trong từ toddler. Một cái là thể hiện nghề nghiệp job, một cái là thể hiện cái so sánh. Ok ha. Can I continue? Cô tiếp được không? Dạ yeah, được cô. Thank you. Yeah. Thank for giving me the chance to continue my lesson. Yeah. Different from with one meaning, one morpheme. Cái này thì cũng dựa vô cái từ meaning thôi. Cho dù nó viết khác, nhưng mà nó cùng một nghĩa thì nó sẽ là một hình vị. Đúng không? Is that right? Now, one meaning nè. Different form có nghĩa là cách viết khác, different way to write the words. Mình chỉ nhìn chữ meaning giùm được thôi. Là mình sẽ ra được hình vị, mình không có lộn, không có bị confused gì chứ. Yeah. For example, ER in the word teacher, AR in the word liar, and OR in the word teacher. These three suffixes show only one meaning. That is doer production or someone who does. Mặc dù là mình có ER, mình có OR, mình có AR, nhưng mà cả ba cái tiếp vị ngữ này đều thể hiện một nghĩa duy nhất, đó là doer production. And these three suffixes only occur at the end of the word to show, to have the verb to show the noun of profession. Cả ba từ, cả ba gốc này đều chỉ có một chức năng duy nhất là đứng sau một động từ để thể hiện một cái danh từ chỉ về nghề nghiệp hoặc là chỉ về một người thực hiện hành động nào đó thôi. Cho nên cho dù nó viết khác, different forms, nhưng mà nó cùng một nghĩa thì nó là một hình vị. Is it okay to you, everyone? Yeah? Yes, are you following me? Yeah. So I think that I will write one sentence, and I you are asked to count the morpheme in a sentence. Bây giờ thử nghiệm thử nha. Rồi cô sẽ viết một cái câu rồi bạn đếm đếm có hình vị nha. At the weekend. My family usually go shopping. Hi, Nhi. Hi. Right. My question. Let's count the morphemes in this statement. Bây giờ cô yêu cầu là bạn hãy đếm hình vị trong cái câu này. Okay, you had 30 seconds to count the morphemes in this statement. 12. 12. Yeah. Tell. Giờ cô nghe cái đáp án đầu tiên. The first answer is tell morphemes. Đáp án đầu tiên là 12 hình vị nè. Other students have do you have the same answer? You want to change the answer? Mấy bạn khác thì sao? Mấy bạn có cùng đáp án không? 11. 11. 11 thôi, 11. Yeah, and what are the others? Còn những bạn khác? Other student please, Miss Silent, Mr. Silent please. Những bạn mà nãy giờ là Silent nè. Yeah, say something please. 11 thôi. Một của ha. Right. I will count with you. I will give you the key. Let's count the morphemes in this statement with me, please. At when the when weekend. Hey. Two. Two là nó gồm có chữ gì với lại cái hình vị gì bạn? Weekend. Weekend. Week and end. My
và family. One. Rồi, usually. Hai. Two. Usual and Lee. Two. Go. One. Này nói hài nên chứ cô dễ quá. Yeah, one. Show me. Hai. Two. Two. So, let's count again, please. I give you the advice that you will count the words and then you add more words with more one morpheme. Nếu mà đếm cho nó dễ là mình đếm từ thôi, cái rồi mình cộng thêm những cái chữ mà nó có thêm mình bị mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nếu mà. So the key is 11. Yeah. Stand up, rest, and do you understand the lesson until now? Yes. So I have an idea. When you study with me, well, with or without the requirement from the school, I will use this Zoom link. Là cho dù là trường có thay đổi như thế nào á, là mình sử dụng cái link này cho đến khi nào mà trường có đưa mình cái Zoom mới. Còn không thì bạn cứ sử dụng cái Zoom này nha. Đây. Yes. When you I understand very clearly, very deeply that almost all of my students are very busy. You are busy with your job, with your caring care of your children, your family. So when you appear, when you attend a class, you just type your full name in the chat box to show your attendance. You don't need to wait for at the end of the lesson. Yeah, just type your full name in the chat box so that it can be saved. And they will know which student appear or attend my class. Đó là yêu cầu của cô là bạn đánh máy full name vô trong chat để thể hiện là bạn tham dự lớp học hôm đó. Và mình không cần thiết phải chờ cuối giờ. Tại vì nhiều khi mình bận lắm. Mình học có một chút là mình nghỉ rồi. Là mình sẽ đánh máy, mình xuất hiện là mình sẽ đánh máy full name vô trong chat. Yeah. Okay, to wait for the other typing, their full name, allow you to summarize what you understand from my lesson today. Bây giờ trong khi chờ đợi với bạn đánh máy tên á, bạn nào cho cô biết hôm nay mình học được cái gì nè? Of course, you use English. I refer English. Volunteer, please. You want to be a volunteer or would you like me to call you? You want to be volunteer or you want to be called? Lê Bá Tùng, please say something, summarize. What did we learn and what you understand today? Today, I think we learned about the learn to identify the morphologies and to know the morphemes and the rules. Mm-hmm. Yeah, animals. Mm-hmm. And to how to use morphemes or separate the a word with many morpheme and roots. Yeah, it seems that you can understand a lot of knowledge today, but the next question is that which part do you understand the most? Which part? Which part do you understand the most? Or you understand all? Yeah, I understand all, but the most I understand is the two. The morphemes. Mm-hmm. Yeah. And do you think that which part is the most important?
I think the most important is we can understand to you and separate one was to many parts about themes and rules and do you think that morphology and analysis from morphology we can apply in our communication in real life? Pardon? Can we apply what we understand from morphology to in communication? I haven't used the morphologies yet. No, actually, when we understand all of the things you have just mentioned, how many morphemes are there in the world, it helps you a lot in recognizing the sound from the speaker. Yeah, yes, it's good that. Because when you don't understand what you are hearing, it's hard for you to recognize the sound from the communicator or interacting the person that you are talking to. But when you understand the rule or the morphemes or everything relating to the morphology, I think, and I'm sure that you will become a good listener. At that time, it helps you a lot, whether you are communicating in real life or from the speaker in the recording. Yeah, but you just understand in a way that we use a morpheme in a communication? No, we just use the link, what you understand from the morphology into the real line or in communication. Understandable to you? Yes, I can guess the meaning. Yeah, you can guess the meaning by recognizing the syllable or the morphemes. You can separate the words from the speaker into smaller parts, and you can understand more meaning, because the most important part when you communicate is the meaning. Okay. Yeah. Other ideas, class? Các bạn có ý kiến gì không nào? Have you got any question or suggestion or comments for our lesson today? I am very out, very easygoing, and I want to change the way I teach if my students don't understand the lesson. So please tell me and inform me directly in the classroom the way I teach, the comment, any suggestion or question. Yes or no? Yes. Yes? You have three? You have three, you have questions and comments and suggestions? No, I know what you don't. Yeah, so if you don't have any questions. I don't have any questions, but I have one question. Knowledge from the subject so useful. But we study this subject so late. Now is the final semester of our class. Actually, this part belongs to linguistics. That you learn in the second semester. Yes. Môn này mình học ở học kỳ 2 các bạn. Có cái môn linguistics á. Không có môn dẫn luận ngôn ngữ hả cô? Dẫn luận ngôn ngữ là linguistics đó bạn. Nhưng mà nó có cái phần là morphology với lại syntax luôn ở trong cái môn đó. Nhưng tụi em trả thầy hết rồi. Khó luôn. Cô đó không hiểu lắm. It's very common idea that my student, many students learn with me, and they just share with me that
subject that means group digits is very difficult for them. So I feel very normal when you say that this subject is very difficult to you. But actually, it's very useful, and we can, I recognize that every student who can learn this subject better or well, you will recognize that English is so easy, not very difficult, as many people think. Okay, if you don't have any question to me, we will say goodbye, and we will meet again on Sunday, right? Thank you. Yes, teacher. See you later. Thank you so much, teacher. And good night. Goodbye and good night. Yes. Good night. Thank you.